Chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Hôm nay có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Sau 6 tháng nghỉ ngơi, BTS đã chính thức quay trở lại với single Dynamite vào ngày 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên mà 7 thành viên nhà Big Hit hát 100% bằng tiếng Anh. Big Hit cũng thay đổi lịch trình phát hành ca khúc theo 11 giờ theo giờ Việt Nam, tương đương với 0 giờ ở giờ bờ Tây nước Mỹ, với tham vọng giành kết quả cao tại xứ sở cờ hoa. Do đó mà ARMY tập trung toàn lực để BTS có màn comeback đầy thành công. Nỗ lực của BTS và fan được đền đáp bằng những thành tích khủng của single sau 24 giờ ra mắt. Không hổ danh là nhóm nhạc toàn cầu, các chàng trai đem lại hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu và khẳng định chỗ đứng của mình trên bản đồ âm nhạc thế giới. Trên mặt trận YouTube, lấy lại ngai vàng với MV có lượt xem khủng nhất toàn thế giới. Sau 24 giờ lên sóng, MV Dynamite đạt hơn 98,2 triệu lượt xem hiển thị trên YouTube. Con số này đã giúp Dynamite thành MV được xem nhiều nhất 24 giờ đầu trên toàn thế giới, phá vỡ kỷ lục trước đó mà Blackpink từng lập với Hyejazz, 86,3 triệu lượt xem. Hiện tại, người hâm mộ đang chờ YouTube xác nhận view chính thức của MV này. Khoảng 27 phút sau khi chạm mốc 24 giờ, MV Dynamite đã thu về 100 triệu lượt xem. Đây là MV đạt cột mốc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90, 100 triệu view nhanh nhất thế giới. Không chỉ có vậy, Dynamite còn đạt 8,8 triệu like và là MV có lượt thích cao nhất trong 24 giờ kể từ lúc phát hành. Sản phẩm âm nhạc mới của BTS còn lọt top trending toàn cầu của YouTube và đứng đầu ở 57 nước, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, Việt Nam, v.v. BTS chẳng những lập thành tích kỷ lục về lượt xem và lượt thích trong 24 giờ đầu, mà còn đạt thành tích vô tiền khoáng hậu khi mà công chiếu MV Dynamite, dẫn đầu top trending toàn thế giới. Ngay sau khi MV Dynamite lên sóng vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 8, hashtag Dynamite Today dẫn đầu top thịnh hành toàn thế giới của Twitter. Theo sau là hàng loạt từ khóa liên quan đến BTS. 7 chàng trai đã chiếm đoạt top trending trong nhiều giờ đồng hồ. Đáng nói là một ngày sau, tới sát cột mốc 24 giờ kể từ khi BTS phát hành sản phẩm âm nhạc mới, ARMY đã đẩy hashtag Dynamite BTS đứng đầu top trending toàn thế giới của Twitter. Điều này cho thấy rằng sức nóng của ca khúc này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Thống trị iTunes đạt thành tích cao ở nền tảng âm nhạc quốc tế. Là single tiếng Anh đầu tiên của BTS, Dynamite giành vô số thành tích lớn ở các nền tảng âm nhạc nước ngoài. Trên mặt trận iTunes, 7 chàng trai nhà Big Hit không có đối thủ khi mà bài hát đứng đầu iTunes của 104 nước. Đã vậy, còn lập kỷ lục đạt 100 top 1 nhanh nhất lịch sử. Hiện tại, BTS chính là nghệ sĩ chiếm trọn top 5 ca khúc có nhiều top 1 nhất thế giới của iTunes. Theo Spotify, theo HitsDD, thì ca khúc Dynamite đạt hơn 9,8 triệu lượt stream trong khoảng 17 tiếng. Số lần stream bài hát này đã tăng lên 13,5 triệu trong vòng 20 giờ đồng hồ. Dù Spotify chưa cập nhật số liệu cuối cùng, nhưng nhiều khả năng BTS sẽ phá kỷ lục stream cao nhất trong một ngày với ca khúc mới. Single mới của BTS cũng có kết quả khá tốt tại Apple Music. Dynamite đã vươn lên top 27 và đây là thứ hạng cao nhất của nhóm trên nền tảng này. Bài hát còn vượt qua cả Boy With Love để thành ca khúc có thứ hạng cao nhất của BTS ở Apple Music. Không chỉ có vậy, Dynamite còn ra mắt ở hạng nhất bằng xếp hạng top 100 hàng ngày của Line Music, một trong những trang nhạc số lớn nhất ở Nhật Bản. Ở nền tảng nhạc số, BTS phân phối độc quyền tại Trung Quốc là Nesty, doanh số ca khúc vượt 900.000 bản. Đây là thành tích cao nhất của BTS trên Nesty. Chật vật đạt OnQ tại bảng xếp hạng quê nhà. Tuy rằng BTS lập kỷ lục quy mô toàn cầu sau 24 giờ comeback, thế nhưng nhóm lại chật vật ở bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, bất chấp những thành tích khủng ở những giờ đầu. Tại Melon, trang nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc, Dynamite là ca khúc do một nhóm nhạc phát hành đạt 100.000 lượt thích nhanh nhất lịch sử. BTS cùng với SS Akaba thành những nghệ sĩ duy nhất xuất hiện tại bảng xếp hạng Melon trong giờ đầu tiên phát hành nhạc kể từ khi trang nhạc số này cải tổ. Dynamite còn có hai lần chạm nóc Genie và là bài hát của nhóm nhạc đạt 500.000 và 1 triệu lượt stream nhanh nhất trong năm 2020 ở bảng xếp hạng này. Dù vậy, BTS lại chưa thể on cue trên iChart. Tính tới 12 giờ 30 theo giờ Hàn Quốc, ngày 22 tháng 8, ca khúc Dynamite đứng đầu Bob, Floor và Genie nhưng vẫn ngậm ngùi xếp thứ 2 ở Melon và xếp hạng 21 trên VB. Tuy không dễ dàng đạt on cue như trước, nhưng đây vẫn được coi là thành tích tốt với 7 chàng trai vì Dynamite là bài hát tiếng Anh được nhắm vào thị trường quốc tế hơn là quê nhà. Những thành tích trong 24 giờ đầu tiên của BTS cho thấy rằng single Dynamite được đón nhận nhiệt tình. BTS chứng tỏ họ vẫn đang đứng vững ở vị trí nhóm nhạc hàng đầu thế giới, cứ tái xuất là lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của nhóm và fan là hạng nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Hãy cùng chờ xem tham vọng của BTS có thành công hay không nhé!
Các bạn vừa quan tâm theo dõi video của KBIT 24 giờ, đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé.